Mời quý vị tiếp tục điểm qua những thông tin đáng chú ý từ các trang báo. Trước hết là thông tin liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội. Thưa quý vị, báo Tuổi Trẻ đưa tin, 7 tháng năm nay đã có hơn 100.000 doanh nghiệp đóng cửa, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó là hàng trăm ngàn công dân, người lao động mất việc làm, bị nợ lương, bị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Bài viết phân tích, trong bối cảnh suy giảm hoạt động kinh tế, những lao động nhập cư mất việc được xem là đối tượng yếu thế nhất, phải chịu tổn thương nhiều nhất nên họ rất cần được chia sẻ. Theo tác giả bài viết, trước mắt vẫn là những giải pháp hỗ trợ hoặc chế tài doanh nghiệp để nghĩa vụ với công nhân được thực hiện đầy đủ, là xúc tiến liên hệ giữa các doanh nghiệp và những khóa đào tạo ngắn hạn để giúp công nhân tìm việc làm mới, là quỹ tín dụng để giúp họ một hướng khởi nghiệp khác cho cuộc đời. Khó khăn này rồi sẽ vượt qua, như họ đã từng vượt khó bao lần khác trong đời, nhưng sự nỗ lực hợp tác của doanh nghiệp là phải có, sự tích cực vận động của tổ chức công đoàn là phải có, sự sâu sát của chính sách là phải có, sự quan tâm của xã hội là phải có. Vì đó là sự đảm bảo rằng chính sách phúc lợi xã hội luôn bên cạnh người lao động, không thể để công nhân trở thành đối tượng yếu thế, khi đó là lực lượng đã từng làm ra của cải cho doanh nghiệp và cho xã hội. Chiến lược phát triển xanh bền vững gắn kết chặt chẽ với mục tiêu kinh doanh được nhìn nhận là điều kiện tiên quyết cho thành công của doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp cần tư duy đúng về phát triển bền vững, xem đây là cơ hội thay vì là gánh nặng. Bài viết đáng chú ý này được đăng trên báo Dân Trí. Theo báo Dân Trí, đứng trước các yêu cầu về phát triển xanh, phát triển bền vững, cộng đồng doanh nghiệp cần định nghĩa lại thành công của doanh nghiệp không chỉ nằm ở các con số tài chính, mà giờ đây còn bao gồm khả năng thích ứng, chống chịu và phục hồi trước những thách thức, hay doanh nghiệp cần phải gắn kết thành công, tăng trưởng dài hạn của mình với lợi ích bền vững của cộng đồng, xã hội và môi trường. Các doanh nghiệp cần phải tập trung cho một số ưu tiên hành động, đó là chuyển đổi chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp theo hướng bền vững hơn, thúc đẩy trách nhiệm giải trình trong doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi kép, đó là chuyển đổi số song hành cùng chuyển đổi xanh. Báo Lao động có bài viết nhấn mạnh thúc đẩy tăng trưởng tín dụng là điều cần thiết nhưng cũng cần đảm bảo chất lượng cho vay, không để nợ xấu gia tăng mà vẫn đảm bảo an toàn hệ thống. Theo bài viết, dù ngành ngân hàng đã nỗ lực thực hiện các chủ trương chính sách giải pháp, song tín dụng nền kinh tế 7 tháng năm nay vẫn tăng thấp hơn so với cùng kỳ các năm trước. Trong các nguyên nhân chính, tác động từ khả năng hấp thụ tín dụng của nhóm bất động sản đóng vai trò quan trọng. Chia sẻ với phóng viên Báo Lao động, bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế cho biết, tín dụng bất động sản chiếm tỷ trọng khoảng 20% so với tín dụng chung, nên khi tín dụng bất động sản tăng cao sẽ kéo theo tín dụng toàn hệ thống tăng theo. Tuy nhiên, hiện tín dụng bất động sản tăng thấp hơn so với tăng trưởng tín dụng chung. Trong đó, dư nợ kinh doanh bất động sản trong 6 tháng đầu năm 2023 đã vượt mốc tăng trưởng của cả năm 2022. Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước đang nỗ lực điều hành chính sách tiền tệ để đảm bảo mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ cho tăng trưởng. Thưa quý vị, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2023, các đại lý và người bán vé số cấp dưới chỉ được phép buôn bán như hình thức truyền thống, không được bán trực tuyến trên mạng vì vi phạm pháp luật. Theo lý giải của Hội đồng Xổ số Kiến thiết khu vực miền Nam, hiện nay có một số cá nhân sử dụng mạng xã hội để bán vé số, thanh toán qua ứng dụng công nghệ, vé người bán, giữ hộ, khi trúng thưởng mới giao vé hoặc thanh toán tiền trúng thưởng. Phương thức phân phối này vi phạm quy định của Thông tư 75 năm 2013 của Bộ Tài chính, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vấn đề pháp lý, tranh chấp không đáng có. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận ý kiến của các chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng vé số là ngành kinh doanh có điều kiện khác với các mặt hàng kinh doanh bán lẻ khác. Việc bán vé số online, đặc biệt là việc phát hành xổ số từ nước ngoài cho các tổ chức cá nhân trong nước đang mang lại rất nhiều rủi ro như tính bảo mật cá nhân, có thể vi phạm luật ngoại hối hoặc các vấn đề rửa tiền. Do đó, ở thời điểm hiện tại nên cấm vé xổ số online. Nhưng về lâu dài, cơ quan nhà nước cần nghiên cứu quản lý hoặc cho phép kinh doanh vé số online sao cho hài hòa lợi ích các bên.